Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Trên tay mình đây là lọc Yamaha, model là Win 2031. Con này là hàng bãi, mình mới về, ngoại hình mới đến 97%. Và hiện tại là Nhật Audio đang kinh doanh sản phẩm này với mức giá là 4.900.000 đồng, và đã bao gồm luôn tiền ship cho các bạn. Nếu các bạn muốn mua thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo 0796123450 để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đầu tiên thì mình xin phép được nói sơ qua công dụng của lọc, hay gọi theo thuật ngữ chuyên môn là equalizer, dùng để loại bỏ hoặc là nâng cao những tần số âm thanh mà bạn muốn. Mình lấy ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu. Nếu các bạn nghe nhạc rock thì các bạn sẽ cần giải âm trầm mạnh để tạo ra sự sôi động hoặc là bùng nổ cho bài hát. Khi nghe những bản nhạc vàng thì các bạn cần âm cao mạnh để tạo sự da diết trong lời bài hát. Còn khi hát karaoke thì các bạn cần giải trung mạnh để giọng nói được to, rõ ràng và ấm áp hơn. Rồi mình mời các bạn cùng vào bài đánh giá chi tiết lọc Yamaha model Win 2031. Đầu tiên sẽ là phần bên đây. Chúng ta sẽ thấy đây là tên của sản phẩm và tên model. Ở đây là nút nguồn. Còn ở đây là EQ, là dùng để điều chỉnh các gạt tần số ngay tại bên đây. Còn đây là HBF, dùng để cắt những tần số thấp, mình điều chỉnh ở đây. Còn range là dùng để điều chỉnh tần số ở mức 6 dB. Còn đây là phím lever, là dùng để điều chỉnh volume của cái lọc này. Còn bên đây, trung tâm của sản phẩm, đấy là tổng cộng là 31 thanh điều chỉnh tần số. Và ở dưới là cũng sẽ có 31 thanh. Tổng cộng là các bạn sẽ có 62 thanh để điều chỉnh điều tần số của âm thanh. Ở trên sẽ là channel A và dưới là channel B. Có một điều các bạn cần lưu ý, đó chính là ở bên đây, ở bên trái của cái lọc là dùng để điều chỉnh âm thấp. Còn ở chính diện của cái lọc là dùng để điều chỉnh âm mid. Còn cuối cùng mà bên phải sản phẩm là điều chỉnh âm cao. Các bạn cần lưu ý điều này để chỉnh các giải bass, mid và treble được hay hơn. Và đặc biệt là sản phẩm này được trang bị một bộ giải mã 24 bit, nên hứa hẹn sẽ cho một chất âm sáng trong trẻo và đầy đặn. Về mặt trên của sản phẩm là sơ đồ thiết kế và cách vận hành của sản phẩm. Về mặt sau của sản phẩm, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là tem của sản phẩm Yamaha model 2031, công ty sản xuất Yamaha Corp, điện 100V, công suất 20W, hàng Made in Japan series. Còn ở bên đây là 4 cổng thu và phát tín hiệu, mỗi bên đều có tổng cộng là 4 cổng kết nối. Đây là cổng kết nối bằng jack Canon. Còn đây là bên đây là jack 6 ly. Và hiện tại thì mình đang kết nối lọc Yamaha với cục đẩy Victor BSA1004. Rồi mình sẽ chỉ sơ các bạn về cách kết nối dây. Đây là mình sẽ kết nối dây loa với cục đẩy. Còn đây là lọc, thì mình sẽ kết nối với cổng tín hiệu nguồn vào, và thông thường là mình test cho các bạn nghe là cổng CD. Rồi qua cái đầu CD các bạn. Còn đây là cái đầu xuất tín hiệu
của lọc này thì mình sẽ xuất vào cái cục đẩy Yamaha này qua cổng thu tín hiệu của cổng cục đẩy Victor này. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức chất âm của lọc Yamaha. Đầu tiên thì mình sẽ mở cục đẩy Victor hát một mình trước, rồi sau khoảng 30 giây thì mình sẽ mở chức năng của lọc Yamaha này lên để các bạn xem sự khác biệt về chất âm. Bây giờ mình sẽ tắt đi, rồi mình ra mở CD. Sorry.
Các bạn thấy sao về chất âm của lọc Yamaha Q2031? Thì xin mời comment để lại ý kiến bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.